rồi nhá. Đẹp quá. Màu đẹp chưa? À. Trông rất là hấp dẫn. Mai rửa chờ một chút nữa thôi, rồi thôi đấy. Chào cả nhà, em đi cho đồ về. Em gọi đồ đi. Thêm một lẩu tô kì ạ. À? Lẩu tô kì. À, lẩu tô kì. Em có coca. Cho em hai coca nữa và ba coca. Ok. Mình có những lấy gì nữa không? Thế thôi. Nếu có gì thì em còn tiếp. Thế đó là cái đồ nhà mình nhá. Mình có một nồi tô kì và cả hai coca, ba coca. Ok. Rất là nhanh. Vâng. Em mình sẽ đi ăn ở Tion quán. Hôm nay cả nhà mình sẽ ăn tteokbokki và đặc biệt là lẩu tteokbokki. Hôm nay cả nhà mình không gọi trà sữa mà sẽ gọi coca, tại vì ăn cùng coca với ăn lẩu thì nó hợp hơn với ăn nó tiêu mỡ. Wow. Các bạn ơi, đây là đĩa đồ để cho vào lẩu tteokbokki này. Đây là chả cá, còn đây là mì. Có đây tôm. Là dưa hấu. Tôm. Tôm. Một quán chiên. Thôi, thế là đợi thôi một tí nữa rồi con nếm thử.
Các bạn ơi, hôm qua thì mình con mình đã quyết định lên lầu, mà hôm nay trời hơi nắng, nhưng mà không vẫn tắt rồi. Không nóng lắm nhưng mà vẫn ăn lẩu. Ăn lẩu vẫn ngon. Nó hơi có tí nắng nhưng mà rất là mát. Nên là đấy, mình ăn lẩu rất là ngon đấy. Thế mẹ nên mẹ đẩy vung vào đi. Ờ, mẹ đẩy nhanh vào một chút nhá. Nó sôi ngay mà. Mật to, mật to đi xin xin. Mùi này cũng xinh. Sôi rồi. Rồi đấy, cả nhà mình ăn thôi. Mời mẹ. Ờ, mời mẹ ăn đi. Nha. Hai đứa ăn chả cá. Thì ra như vậy đó. Chả cá to. À, ngoài. Có hai miếng mẹ nhường cho hai đứa. Có chia cho mình không? Không, hay nhớ cho anh không ăn chia đâu. Để ăn bò nấm đấy. Này, tôi cho thịt rang trước này. Nó cho mình. Úi dồi, cả hai đứa cho mẹ. Ai con cho cái gì? Em chịu, anh cho cái đầu. Này, cho Hồng Anh một nấm thôi. Xin ạ. Có 3 miếng thôi. Xong rồi, 1 miếng nữa chảy đâu rồi. Nó, thì mình ăn rồi. À, là... Đây. Đóng kinh nhờ. Tôi chín rồi đấy, ăn đi. Hai đứa ăn nhá. Mình mời các bạn ăn nhá. Các bạn ăn. Ừ, chả cá rất là mềm luôn. Anh lại ăn bò mềm ngon đúng không? Thế là ăn đến bò quần nấm. Mình thì mình rất là thích ăn bò luôn. Bò này ngon quá nữa. Ừ. Ừ, ra mực quậy á. Bây giờ mình ăn để chả cá. Hai đứa thấy ngon không? Chả cá này thơm đấy mẹ ơi. Những cái món này rất là đơn giản, nhà mình làm chắc cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là ra hàng để nhìn trông có cái nồi này xinh xinh, nó tiện thôi. Đỡ phải làm. Ăn đây đỡ phải cho bác. Phải ngon, phải còn ngon mà. Nồi này sẽ thấy mềm quá. Có miếng dưa hấu đấy, ăn thì có ăn không? Này thời gian, mẹ gắp cho dưa hấu. Mời to hơn mẹ. Này, không ai. Chị mẹ. Ba mẹ con, ba miếng. Dưa hấu này, dưa hấu vỏ trắng. Đấy, những cái miếng này mình phải gắp ra trước. Để cho nó nguội xong mình ăn, không nó bọc, bọc răng luôn đấy. Các bạn, nếu mà mình đi ăn lẩu như này thì các bạn có thể rủ khuôn bản thân của mình đến ăn. Rất là vui. Hai cái này còn phù hợp với học sinh của mình nữa. Má lại còn ngon đúng không? Vâng ạ. Mà ba người đi với nhau chỉ cần mỗi người 50.000 thôi là còn có thể có một nồi lẩu này và có đồ uống nữa. Rất là rẻ. Đây có cả rau nhá, hai đứa ăn sau nhá, cho nó mát được. Đấy, nhìn ngon cả. Mẹ ơi, con nghĩa không ăn hết được tóc con kia này đâu. Con cứ đó con mắt này, con gọi trước. Ừ, có sao đâu. Con thích ăn, con cứ cho bà mà ăn thôi. Mới thể thôi. Ngon mà. Hai mẹ mẹ nó không kia ra lòng. Mình ăn. Cái gì đấy mẹ? Mình cá. Ui, biết rồi. Này, cho con tôm. Mẹ. Này, mỗi đứa một con tôm này. Con ngon chưa? Xinh. Đúng rồi, ba mẹ con mình mỗi một con tôm. À. Hãy subscribe.
tiền rồi ăn rồng quá đi. Thùy Giang ăn trước này. Các bạn ơi, vậy là video của anh đến đây cũng dài rồi. Các bạn hãy đăng ký, like và share cho kênh của anh nhé. Còn bây giờ tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.